thôi cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Hai Vợ Chồng Mình. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng mình mời cả nhà cùng vào bếp và làm một cái món ăn cũng rất rất là quen thuộc luôn nha. Dạ, món đó rất là ngon luôn cả nhà ơi, đó là há cảo nha, há cảo. Quỳnh Thánh đâu ơi. Nói như đúng rồi á. Làm Hoành Thánh chiên nha cả nhà. Chồng mình hơi bị khớ rồi. Ủa sao nó giống quá vậy? Há cảo là kia. Anh thấy em nói anh trong đầu anh suy nghĩ ra vẫn là cái bánh quấn. Cái món này cũng khá là đơn giản và cái nguyên liệu của nó cũng rất là đơn giản luôn. Thôi bây giờ không chần chờ nữa, mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình nha. Nguyên liệu để làm Hoành Thánh chiên thì đây mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Ở đây thì mình đã chuẩn bị được là 1 ký thịt mua về thì mình đã rửa sạch và xay nhuyễn luôn rồi nha. Bên đây thì có củ sắn mình cũng đã nạo ra và vắt khô nước rồi. Hành lá, nấm mèo, tiêu và một ít gia vị. Và đặc biệt là ở đây có cái vỏ hoành thánh nha, mình mua làm sẵn nè cả nhà. Giờ thì mình sẽ cho hết vô thịt này, mình trộn chung lên. Củ sắn, hành lá mình cũng cho vô hết luôn. Phần nấm mèo nêm vô đây là một ít tiêu cho nó thơm. Nêm vô đây là một muỗng đường, nửa muỗng bột nêm, bột ngọt và thêm nửa muỗng bột nêm. Bột nêm bột ngọt em cứ lộn hoài à anh. Và mình thêm vô là một ít muối nha. Cho hết gia vị vô rồi, giờ mình sẽ trộn đều lên. Thơm quá anh ơi. Thơm rồi đó, thịt nó cũng đẹp nữa. Trong phần thịt xay thì hồi nãy mình có bỏ vô đây là một ít hành phi, cho nên là thịt nó rất là thơm luôn. Mình trộn đã đều lên rồi nè. Mình sẽ để thịt đây nghỉ khoảng nửa tiếng cho thịt nó thấm nó ngon nha. Rồi mình mới bắt đầu mình gói bánh. 2000 years later. Và đây cả nhà ơi, cái số thịt mà nãy giờ mình ướp ra được 1 tiếng rồi nè. Mình tới nói để 30 phút mà mình để gần 1 tiếng luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vô để mình gói bánh nha. Đó, mình sẽ gỡ một lớp bánh. Bánh này mình mua người ta làm sẵn nè, mình không có làm được cái nhân này. Mình không có làm được cái vỏ này chứ. Cho nên là mình mua người ta làm sẵn. Đó, mình cho vô đây một lượng thịt vừa đủ thôi. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm là một chén nước. Đó, bây giờ mình sẽ chấm mí nha. Mình chấm 2 lần để mình gắp cái bánh lại nó dính, nó không có bị bung ra. Đó, mình gắp lại. Những ai muốn làm kiểu nào thì làm nha. Ở đây thì hôm nay thì mình sẽ làm 2 kiểu. Đây là kiểu thứ nhất mình sẽ làm, khá là đơn giản luôn. Gắp bánh xong thì mình bỏ qua một cái dĩ, ở đây mình có để chuẩn bị sẵn nè. Và tiếp theo, cái thứ hai là mình sẽ làm theo một kiểu khác nữa nha. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ chấm nước 2 mí. Này thì mình rửa tay sạch mình làm luôn nha cả nhà, chứ bao tay khó làm lắm. Với lại ở nhà mình ăn không à. Gắp lại. Bây giờ thì mình sẽ chấm bên đây một miếng nước nữa. Mình bóp hai bên đây tạo thành một cái sắn. Đây, cái hoành thánh kiểu mới của mình cũng học được thôi nha. Gắp xong mình cũng sẽ để qua đây. Nhìn cái cục này mình để vậy nhìn giống cái cục tiền, cục ngân lượng ở trong phim á anh. Rồi bây giờ cứ tương tự như vậy mà mình sẽ làm đến hết số bánh này luôn. Cái bánh này cũng rất là đơn giản. Những ai khéo tay thì mình có thể làm cái da bánh ở nhà nha. Còn mình thì mình chưa có học qua cái làm da bánh này cho nên là mình mua làm sẵn. Và đây cả nhà ơi, cuối cùng thì sau một quãng thời gian thì hai vợ chồng mình đã gói xong những chiếc bánh rồi nè. Mình chia làm 2 mâm luôn nha. Tại vì quá nhiều cho nên là mình lấy thêm một cái mâm nữa mình để riêng ra nè. Bây giờ thì mình sẽ đem số bánh này mình đi chiên thôi. Đây, lửa anh khoan cũng đã đốt xong rồi nè. Giờ mình sẽ cho chảo lên.
Đó, mình cho dầu vô nha. Cái này mình chiên cũng hơi khá là nhiều dầu đó. Dầu anh bắt nãy giờ cũng đã sôi rồi, bây giờ anh Khoa anh sẽ cho bánh vô. Sôi chưa anh? Sôi rồi em. Lùa lùa nó xuống đi anh ơi. Anh sợ nó dần. Không sao đâu. Đó, mình sẽ chiên đầy chảo thôi. Mình sẽ chia nhiều lần chiên nha. Lùa vô, lùa vô. Ê, phải giảm lửa rồi anh ơi. Nó hơi to phải không? Chưa gì nó vàng rồi nè. Giờ mình sẽ giảm lửa bớt. Ủa sao không thấy lửa mà sao nó màu vàng thế? Có than. Có than. Trộn trộn lên anh ơi. Ủa chưa gì nó vàng rồi. Rồi không ổn rồi. Lửa mạnh quá. Để hết cái này đi mình giảm lửa lại nha. Ok. À, cái mẹt đầu của mình nó đã vàng rồi nè. Giờ sẽ vớt ra. Cục thịt nó cũng khá là nhỏ, cho nên là nó mau chín lắm cả nhà ơi. Nãy để lửa hơi lớn anh. À, bên đây mình có chuẩn bị sẵn một cái rổ, mình để sẵn khăn giấy nè, để cho nó thấm dầu nha. Wow, nhìn đẹp quá. Nhìn cái bánh đã chưa. Đó, mình vớt hết ra mình mới cho vô nữa. Cho qua, cho qua. Wow, wow. Đẹp quá đi. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho vô lửa thì mình đã lấy ra bớt rồi. Thì mình đã hạ lửa. Lùa xuống đại đi anh, không ừ. Sao đâu. Nó lắc 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 chứ. Chiên nhiều nhiều đi. Cho nó nhanh. Ừ. Mình chiên là hai lần đi. Đó. Mình chiên cái này trước, mình mới chiên cái miếng dẹp sau. Còn nữa được á anh ơi. Tới này mình trộn 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 lên mà. À, em nhìn em biết giống cái gì rồi. Đúng anh gì? Đưa cho coi anh. Đây nè, em nhìn em thấy giống cái bông cái bông trái mãng cầu á. Mãng cầu thì, chua á, anh biết không? Anh thì nhìn giống cái thổi vàng. Đó, lần này thì lửa đã đều rồi nè. Ok hơn rồi đó. Đây, số bánh mình chiên đợt 2 cũng đã vàng, cũng đã chín rồi nè. Vớt ra, vớt ra. Chiên này mau ha anh. Dễ gì. Đó, cho nó chảy hết dầu. Cho qua. Wow. Nó vàng rồi nè. Wow. Một gỗ này luôn em ơi. Hồi một gỗ vung luôn á. Đây, cái số những cái thổi vàng mình đã chiên xong. Thổi này. Thổi vàng anh ơi. Giờ mình chiên tới những cái miếng dẹp dẹp này nha. Không biết kêu này bằng lại gì luôn. Lát vàng. Giống cái khăn hoàng. Chờ chứ những chiếc bánh nè, hai vợ chồng ngồi xếp đã luôn. Xếp cái này thì khá là nhanh đó. Rồi bây giờ mình chiên hết cái mâm này nữa là hai vợ chồng mình cùng thưởng thức nha cả nhà. À, ok cả nhà ơi, cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng làm xong nguyên một wow. Cái wow. Siêu to khổng lồ. Hôm nay là nguyên một mâm hoành thánh. Trời ơi, há cảo hả anh? Cái há cảo là cái màu trắng hả? Tự nhiên bị gói lộn rồi. Đúng rồi, hình như là vậy. Ừ đúng rồi, quá há cảo là cái bánh màu trắng. Kỳ đó mình làm thất bại đó. Để mốt có rồi. Kinh nghiệm làm lại nữa. Hai cái quấn nhau há cảo hoành thánh trong cái đầu anh luôn lộn. À, chưa lần nào mà mình được nhìn thấy một cái mâm hoành thánh to như thế này. Đến há cảo nữa gì. Hơi bị sượng sượng nha. Thôi không chần chờ nữa. Đây hai vợ chồng dạo này có cái gu là uống nước trà đá. Uống cho tới sức khỏe cả nhà ơi. Uống ăn. Chung luôn hai vợ chồng mình uống chung nha. Thôi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng mình. Đây mời cả nhà. Mình sẽ ăn cái bông cái hổi vàng. Anh thì thích cái này cho nó giòn một giòn. Một miếng tương ớt mình sẽ ăn kèm với tương ớt nha. Đây mời cả nhà. Wow hấp dẫn nè. Ngon. Giòn khấu. Cái như mình ướp rất là vừa ăn.
nó giòn ngon ha, quá thiệt. Nó gì chồng ăn bốc không, chồng rửa xào rồi mình ăn bốc cho nó dễ nha cả nhà, ngon quá. Mình khoái mình ngồi mình nhìn hoài luôn á. Giống cái gì ta, cái này nó tôm tiền, giống cái bông, đúng không, hạt không, nhiều thứ. Chỉ có nhà mình làm cái nhân nó mới to, nó mới nhiều thịt như thế này thôi. Mình đảm bảo luôn ở ngoài tiệm là nếu mà tục này là bán 5.000. Cái này của mình là ăn mà hồi ngán cái thịt luôn á. Ăn ngắn cái đích. Cái dòng lìa nè mà mình nghiên cứu à, cái này là người ta bán là người ta có một cái gọi là bí quyết riêng, người ta làm cái vỏ rất là ngon. Đồ mình làm không được đâu, mình không có biết cái loại bột thôi. Nhưng mà nếu mình làm cũng được, không có giống. Không có giống có bột rồi. Cái đít nó cái chỗ có thịt á thì nó mềm, mà ngay những cái phần mình quấn quấn dưa vậy nè, mình chiên là nó rất giòn. Là giòn. Ngon quá. Ăn này no luôn em. Tắng hết rớt rồi. Cái này mình ăn hủ tiếu nha. Có thấy người ta hấp cũng được, người ta luộc cũng được. Luộc cũng được. Ừ. Mình ăn hủ tiếu là người ta luộc mà. Ừ. Anh nghĩ là nếu như vậy xong rồi em đi luộc anh xem. Béo lắm anh. Chiên coi à. Quần thánh này nè, mà ăn chung với cái viên chiên á, một hộp cái viên chiên được có 2 miếng quần thánh này xíu chứ gì, đúng không? Xong rồi thêm cái gì? Đậu que, xúc chít. Ngon quá. Bữa nay mình ăn quần thánh này, mời mình ăn cái gì? Cái viên chiên. Cái viên chiên vô nữa. Đủ. Ngon này, chiên nó bị ruột ra. Nó có một cái nhân á, mình có bỏ hành, hành tím phi thơm á, bỏ vô. Lúc mà xay thịt bỏ vô chung luôn, nên nó rất là thơm. Cái thịt ướp rất là vừa ăn nha. Mình sớm anh sợ em ướp nó lạc. Nó lạc. Mà cuối cùng, rất là vừa. Ngon quá. Ăn này tay bóc không nghỉ luôn nha. Em khoái cái này nè nha, em khoái cái hỏi này nè. Không ướt. Có gì đặc biệt, anh thưởng thích cái này nè. Cái giòn. Cái đó thì ship rất là nhanh. Cái bánh này á, mình làm cái nhân ở trong nó nhiều hơn là cái bánh ship ship này. Tại vì cái bánh ship này nếu mà nhân mình nhiều quá ship không được, nó sẽ bùng, nó sẽ xấu. Ăn không nghỉ luôn. Cái bột cho người ta làm hay quá, ngon quá. Ý quyết quá. Thôi tầm ăn hết cái mâm này là cũng dữ lắm á. Dũng sĩ. Thật sự thì một lần làm một lần khó, cho nên là mình làm hơi là nhiều luôn, xong rồi mình để dành mình ăn. Hai chồng mình có đăng có một ý tưởng là cái này xong để ngày mai nó hú tiếp để cho ăn. Anh nghĩ là nấu hú tiếu bỏ vô nấu lên lại. Nó sẽ mềm quá rồi. Nó mềm rồi nhưng mà nó sẽ béo, nó sẽ giòn hơn. Ừ. Ăn nó sẽ sực sực. Em mà đặc biệt em thích ăn chiên gì nè. Mình là mình rất là thích ăn chiên gì luôn. Rồi đi ăn hủ tiếu hoặc là ra tiệm mà kêu một tô hoành thánh không á. 5 cục. Em thấy ngán á, hoành thánh với nước súp á. Anh ăn cái đó cũng không được nữa. Em không thích ăn vậy nha. Anh thấy nó không có gì thú vị á. Thấy nó tọn lỏn, nó kì kì á. Nó nhạt nhẽo quá. Nhưng mà rất là nhiều người thích món đó. Rồi, giờ ăn thử tới miếng này. Nó cũng giống nhau mà nó khác kiểu thôi chứ nó đâu có gì đó. Khác kiểu thì nhưng mà cái dẹp thì nó giòn nhiều hơn. Ừ. Cái phần giòn quá nó nhiều hơn ha. Ừ. Bữa nào em lên một ít kiếm. Bữa nào mình mua cái này về mấy ký, mình chiên miếng thì mình ăn thôi. Mình làm như bánh phần tôm vậy đó anh. Được á. Không. Được á. Nó giòn lắm. Ừ. Ha. Giòn lắm nó ngon. Mình để nguyên miếng mình chiên á. Ừ. Nó không có mềm chỗ nào hết. Nó giòn lắm. Được rồi, ý tưởng hay. Ừ.
cái này người ta làm máy làm thủ công cho mình lắm, cái vỏ em không biết nữa, nhiều khi người ta hai chồng mình sáng mua không có cái vỏ này, vợ mình bày ra thôi giờ mình gì mình làm đi. Mình mới cản, mình đi chạy kiếm mua cho được cái này. Tại vì thường khi mình mua cái chỗ đó quen rồi, giờ mình đi chỗ đó hết, mình đi mua chỗ khác cũng hơi khó. Ai về trong chợ có, cứ nghĩ là trong chợ không có. Ai về trong chợ có. Cứng chưa? Gõ gì vậy? Anh gõ đang thử đồ cứng của nó. Ngon quá. Ăn được ăn thì cũng ngớt luôn ấy. Ăn được cục thịt bự ghê, bình thường đi đi ăn cái gì cục hình nhỏ xíu à. Xíu à. Chắc không cái này. Quá em bung ra được luôn rồi nè. Dù à. Cái cục thịt này bằng bằng 4 lần cái bánh kia. Ừ. Mình ăn cho đã. Nó muốn giòn giòn cái trong cái bụng nữa ha. Tại vì mình xiết rồi, mình bẻ rồi. Cho nên là nó giấu bụng bằng bụng nó không có giòn. Là mình chiên nhiều lần á, có cái nó thật là dè. Làm như em bị ấy sao á, cái ngày mà làm cái món ăn mà có màu sắc á, cái em mặc áo màu hồng, cái nó cũng bị tiệt. Cái làm tới cái màu xanh, cái em cũng mặc cái áo màu xanh, cái nó cũng bị tiệt. Cái hồi nãy đã suy nghĩ dữ lắm rồi, hôm nay mình mặc cái áo màu gì để cho nó không tiệt với đồ ăn, cuối cùng cái đây rồi. Màu gì? Nó cũng tiệt với màu vàng nữa, nó tức á. Không sao không? Đẹp hết à. Nhưng mà mình có sở thích cho màu vàng với màu đỏ. Còn anh? Anh nữa. Vợ mua áo nào mặc áo nắng. Chứ mà đừng nói em nó màu hồng. Màu hồng. Màu hồng mạnh mẽ. Màu này là màu cam đất. Cam à. Màu đàn ông. Màu đẹp mà. Phải không? Vợ mua màu cho dám chơi. Đúng rồi. Chơi muốn không chơi mua áo mặc. Nó chơi chậm. Ở trời chứ anh Khoa nó làm biến mua đồ lắm, còn mình mua chẳng thôi. Chẳng cần đập gì đó. Có mặt rồi được rồi. Mà em mua ăn áo đẹp không chứ bộ. Đúng rồi. Áo em có 5.000 cái à. Thôi áo em thôi 15.000 nữa. Thôi ăn nữa em sợ. Phải không? Không. Sợ gì? Sợ thiệt. Quá sợ. Sao chiên cũng giống nhau mà có cái giòn dữ, cái không giòn lắm. À, mình quên nữa, anh Khoa anh hỏi mình mới nói một điều. Đó là mình chia sẻ với cả nhà đó là khi mà mình chiên cái này thì mình nên chiên lửa lớn nha. Mình chiên lửa mà càng nhỏ đi quá là cái bánh nó sẽ mềm, nó không có giòn đâu. Nó rút dầu. Ừ, nó bị rút dầu. Những cái này là chiên lửa nhỏ nè. Ừ. Dầu á, thấy dầu luôn. Còn mình chiên lửa lớn á, đây, những cái bánh đầu nè. Những cái bánh đầu tiên hết nè, lửa lớn mà mình nói nó áo quá nè, anh ăn thử à. Giòn cú luôn á. Ừ. À, đúng không? Nhưng mà rất trong luôn. Không có dầu. Ừ. Rút kinh nghiệm nha. Nói vậy chứ mốt lâu quá cái chuyện làm lại của mình nữa. Có gì? Chả. Sắp nò. Giờ chia ra, em ăn đống bên này, anh ăn đống bên này. Em ăn cái... cái quăng quăng. Cái bông. Thổi vàng. Cái ngân lượng đi. Cái ngân lượng. Nói mà hết biết là cái gì luôn. Quên. Quên chữ mất. Anh sẽ ăn cái miếng vàng. Vàng miếng hả? Vàng miếng. Cái này mà chấm với tương ớt thì ăn mới ngon. Nó có cay cay mới ngon. Ừ, cái này mà hương vị. Mà câu YouTube là ăn hết luôn. Hương vị có hành lá nè, rồi hành phi nè, rồi thêm vô tiêu, rất là thơm luôn. Rồi anh hay gõ. Thêm gì nữa anh? Nói chung là gia vị. Nấm mèo thì nó giòn giòn đúng không? Củ sắn thì nó à, đúng rồi. Có củ sắn trong này nữa làm cho nó không bị mềm mà nó không bị cứng hả? Thịt nó không bị cứng. Quá.
ngứa đầu. Ăn ngứa đầu. Ngứa não. Hai vợ chồng tính ra là nãy giờ ăn nhiều lắm rồi. Mà cả nhà thấy vẫn chưa hụt được bao nhiêu hết. Chưa giật hết cái đống này nổi. Cái này kia là một cái đống luôn. Chứ mà là một mâm nữa. Một ký thịt cho hình như đây là 100 cái, 100 miếng bánh. Một ký thịt cho 100 cái vỏ bánh. Ở trên bàn hồi nãy lúc ban đầu là 100 cái bánh mình đánh nha. Không, anh ăn hơn chục đó. Hôm nãy giờ nó cũng cỡ đó. Nhiều lắm à, không nghĩa miệng luôn. Có một cái mình túm như cái bông nè. Còn mấy cái hình cái bánh chưng nữa. Sắp no. Em muốn no. Hai anh em, ôi, hai vợ chồng mình giống như chơi thử thách vậy. Dẫn chung hành với trái miếng vàng. Hai anh em luôn hả? Anh em. Chúng ta là anh em à? Anh, em. Anh làm em á. Anh về với em. Em làm em á. Anh á. Dạ, thấy không? Anh về với em, anh nhận. Anh làm con nuôi. Thế là anh làm em với em. Dạ, con nuôi. Mình thứ lúc mình mới quen vợ mình á. Về dưới quê vợ. Cái em mà em với mẹ chọc hả? Ừ. Nhà với vợ mình đi. Là bốn chị em gái không à, mới nhận mình làm nuôi. Mình cũng cười cười mà mình không có trả đó lời. Là con nuôi sao? Con nuôi lấy vợ nữa. Mình cười cười. Mình cười cười trừ à. Cái mình tính gài. Vợ với chị cứ chọc là thằng gì thằng em út không à, chứ chọc hoài à. Mình tính gài rồi mà không được. Cười cười trừ. Đâu có bị lừa được. Làm ai mà phải kêu mình bằng chị rồi. Làm sao mà lấy được. Nó lừa không hả? Cũng không nên á. Đi cua ghệ mà kêu làm con nuôi. Đi cưới vợ mà kêu làm con nuôi thôi chết rồi. Mình no quá rồi cả nhà. Đúng rồi. Lâu lâu làm một bữa ăn thật là đã đời luôn. Được rồi. Quá nồi luôn rồi. Ăn không ngán luôn. Mà hai vợ chồng mình á, để... từ lâu rồi, tự nhiên cảm thấy uống nước ngọt á, cảm thấy cái cơ thể nó không có được thanh lọc. Cho nên là mình hay uống nước trà đá mà kiểu nước trà nó lợt thì là lợt á. Mà mình uống thì mình cảm thấy nó đã khác hơn là nước ngọt. Uống như vậy cảm thấy mình cứ thích mình ăn nữa. Nhưng mà nước ngọt á mình uống vô kiểu như nó non ngang á, với lại nước ngọt có đôi không khi tốt. Có nhiều cái nước không có tốt lắm. Giống như nước có ngọt nói chung là nước ngọt là không tốt và quá nhiều đường mà. Quá đã quá. Chưa? Uống nước đi. Uống miếng đi. Cho nó xuống cái. Uống miếng. Cho xuống. Quá đã luôn cả nhà ơi, cũng quá là dễ làm luôn. Những ai mà chưa làm món này thì mình hãy thử qua đi nha. Thịt mua về xay ra xong rồi mình ướp thật là đơn giản luôn. À, cái vỏ bánh này những ai không làm được thì có thể như hai vợ chồng mình ra ngoài chợ mua nha. Thôi hai vợ chồng mình cũng đã dùng xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.